cho anh hỏi xíu ha về cái tình trạng của mình á, với lại cũng như cái hoàn cảnh gia đình mình á, thì mình sao mà bị hai cái chân nè. Chân của em tháng 7 năm ngoái em đi làm thì không may bị máy băm rác băm lên của hai của chân, nhưng mà về thì không cứu được và chân em bị hoại tử. Phẫu thuật lần hai chân này thì cũng ở dưới khớp gối nhưng mà bị nhiễm trùng nên là bị đứt mạch máu nữa, nên là phải phẫu thuật một bên trên khớp gối. Là mình bị tai nạn lao động, là cái máy đó là Cái máy gì? máy băm rác như là bao tải với lại nhựa, À. trong lúc máy trục trặc thì vào trong máy nên là bật về máy thì là bị băm lên. Sau khi mình cắt rồi đó, mình có bị đau nhức chỗ nào không? Không à, ví dụ những cái chỗ này ví dụ mà bị đập ở đâu cứng cứng thì nó mới bị đau nữa. Bị đau nhất. Thí dụ bây giờ mà mình xuống Bến Tre mình lắp được cái cặp chân giả đó, đó rồi mình tính mình làm công việc gì? Mình phải tưởng tượng ra cái cảm giác trước, mình bắt đầu mình đang đi xe lăn, bắt đầu mình có cái cặp chân cái mình đi tới đi lui được, cái việc đầu tiên mình làm là gì? Suy nghĩ sẵn đâu, mình chạy ra chợ mua bó bông về tặng vợ thì sao đó, hay là chạy đi ôm con thì ẵm con đi vòng vòng sớm rồi thì sao đó. Phi xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Thì lại là tiếp tục cái chương trình đang lắp tay chân giả cho những mảnh đời bất hạnh nha cả nhà, những người bị khuyết tật á. Thì con đang ở Lâm Đồng, thì clip trước cả nhà cũng thấy rồi, nó là một hoàn cảnh của bé Thảo là cực cực kỳ khó khăn. Thì bé Thảo, cái hoàn cảnh của bé Thảo cả nhà cũng hiểu rõ rồi. Thì đây thêm một người nữa. Em tên gì? Em tên là Tần Út ạ. Em sinh năm 2001 ạ. 2001. Em là người Kinh. Em là dân tộc Dao ạ. Dạ. Em ở từ trên Hà Giang xuống ạ. Hà Giang. Hà Giang là. Rồi mình xuống đây hồi nào? Em xuống đây từ tối hôm kia ạ. Tối hôm kia là có Và mặt tại đây rồi. tối hôm kia lúc hơn 10 giờ Là có mặt tại nhà là má có Ngọc. dạ cô Ngọc đi đón về. À thì là em đi một mình hay là có đi với ai? Em đi với anh trai ạ. Anh trai đang nằm trong. Vâng, anh trai con nhà bác. Ừ. Thì hôm qua này xuống đây là nhà má Ngọc là ăn uống cũng bình thường ha. Dạ. Thì cho anh hỏi xíu ha về cái tình trạng của mình á, với lại cũng như cái hoàn cảnh gia đình mình á. Thì mình sao mà bị hai cái chân nè. Chân của em tháng 7 năm ngoái em đi làm thì không may bị máy băm rác băm lên của hai của chân, nhưng mà về thì không cứu được và chân em bị hoại tử. Phẫu thuật lần hai chân này thì cũng ở dưới khớp gối nhưng mà bị nhiễm trùng nên là bị đứt mạch máu nữa, nên là phải phẫu thuật một bên trên khớp gối. Là mình bị tai nạn lao động, là cái máy đó là Cái máy máy gì? băm rác như là bao tải với lại nhựa, À. trong lúc máy trục trặc thì vào trong máy nên là bật về máy thì là bị băm lên. Là năm ngoái. Dạ, tháng 7 năm ngoái. Tháng 7 năm ngoái rồi bên công ty nó có hỗ trợ mình gì không? Em đi làm thì công ty tư nhân, với lại em đi thì mới làm được 4 hôm, sáng hôm thứ năm thì em bị luôn, thì công ty chỉ có hỗ trợ viện phí ạ, ngoài ra thì không có hỗ trợ gì ạ. Đi làm mấy hôm chứ mới vô mình làm thì làm bị tai nạn ở công ty, công ty phải hỗ trợ chứ, công ty nói gì mà. Người ta cũng chỉ có hỗ trợ viện phí, lúc về nhà thì có gọi lên thăm nhưng mà họ nói mấy câu nó, nên là cũng một em cũng thôi. Công ty đó công ty gì? Công ty tư nhân, công ty làm về nhựa đấy ạ. Rồi cái chi phí đi lại em, người ta có hỗ trợ cho em Lúc đấy ạ. Lúc đó thì người ta có hỗ trợ gọi là nằm ở viện bao nhiêu thì người ta hỗ trợ. không? Ừ, trong anh nói là cái chi phí đi lại, cái chi phí ăn ở Bây giờ hay là bây trước? giờ luôn. Có ạ.
À bây giờ là người ta vẫn hỗ trợ. cô Ngọc có hỗ trợ Không, anh hỏi công ty em bị tai nạn à? chưa? Không ạ. À, cái này không Cái hỏi là này em. mình bị tai nạn ở công ty, mình phải điện lên công ty mình hỏi, người ta sẽ bỏ hỗ trợ, mình điện mình nói hỗ trợ cho mình đi lại mình đi vô chứ. Em cũng không biết, nhưng mà công ty tư nhân nữa, với lại người ta xong chẳng xong, nên là em cũng Cái mà sau khi mà mình bị vậy nè, rồi mình trở lại cuộc sống bình thường á, mình thấy như sao? lúc đó thì thật sự là cũng rất là bất lực, và nhiều khi mình cũng kiểu suy nghĩ nó tiêu cực. Mỗi lúc kiểu những trong giấc mơ mình thì vẫn hàng ngày thì vẫn còn mơ thấy là mình vẫn còn bình thường, kiểu tỉnh ra thì mình phải trở nên, nhưng mà cũng vì gia đình cũng cố gắng mà. Nhìn lên thì cũng không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì vẫn có rất là nhiều người vẫn còn khổ hơn mình. Nhà em được mấy anh chị em? Nhà thì nếu mà mẹ đẻ thì có hai chị em, nhưng mà chị thì cũng đi lấy chồng rồi. Đấy. Còn anh này là anh sao? Ở đây là anh con nhà bác ạ. Anh còn nhà bác được Đấy. không? Mẹ đẻ của em thì bị mất rồi. Mất từ lúc em 3 tuổi. Rồi từ ở ngoài Hà Giang á, mình vô đây là mình đi xe lửa hay là xe đò? Từ trên Hà Giang xuống đến Hà Nội là đi xe khách, còn từ Hà Nội vào đây là đi vào máy bay ạ. Bởi vì Rồi đường xa say xe nên là. rồi thì bây giờ nè, mà cho anh hỏi ha, từ lúc mà bị cưa mình phẫu thuật mắt hai cái chân này là mình có đi đi gắn chân hay lắp chân ở đâu chưa? Chưa, em chưa đi gắn ở đâu ạ. Chưa đâu, có ai hỗ trợ mình ở lắp ở ngoài đó Chưa. chưa? Chưa ai kêu hết. Dạ. Rồi rồi sao mà biết mà vô nhà của mẹ Ngọc? Em có lên ở trên Facebook và có vào cái nhóm tặng chân giả miễn phí, và lúc em có comment đấy, xong cô Ngọc có vào bình luận xong là từ lúc đó là nhắn tin với cô. Rồi cái cảm giác của mình á, cái cảm giác mình mà khi mà có người ta tài trợ cũng như hỗ trợ tặng mình cái cặp chân đó, mình cái cảm giác lúc đó mình như thế nào? Cảm giác là em cũng rất là xúc động, và em cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà em rất là xúc động và rất là hồi hộp. Rồi mấy đêm nay có ngủ nghe gì được không? Cũng lúc ngủ nhưng ngủ được nhưng mà hay thức ấy. Ngủ mà hay thức. Ừ. Thì Hà Giang là cái cột mốc số 0 của Việt Nam mình. Dạ, gọi là nếu mà từ từ đây về trên đấy thì gần 2.000 cây số. Không, Nếu chú Tám đã có ra ngoài đó, chú Tám Sang á đã có ra ngoài đó hỗ trợ cho các trẻ em vùng núi, ở chợ anh có tặng sữa tặng tập. Chú Tám đi lên đó nhiều lắm, đi lên đó được 2 lần, một một lần là hỗ trợ gạo, một lần là hỗ trợ sữa. Thí dụ bây giờ mà mình xuống Bến Tre mình lắp được cái cặp chân giả đó đó, rồi mình tính mình làm công việc gì? cái này thì em cũng chưa biết được này, Chưa biết được luôn, nên chưa suy nghĩ. chưa suy nghĩ được luôn. Mình phải tưởng tượng ra cái cảm giác trước, mình bắt đầu mình đang đi xe lăn nhìn, bắt đầu mình có cái cặp chân cái mình đi tới đi lui được, cái việc đầu tiên mình làm là gì, suy nghĩ sẵn đâu, mình chạy ra chợ mua bó bông về tặng vợ thì sao đó, hay là chạy đi ôm con hay ẵm con đi vòng vòng sớm rồi hay sao đó, chú suy nghĩ ra. Sau khi mình cắt rồi đó mình có bị đau nhức chỗ nào không? Không ạ. Ví dụ những cái chỗ này, ví dụ mà bị đập ở đâu cứng cứng thì nó mới bị đau nữa. Bị đau nhất. Đau nhất là đau nhất trong thịt hay đau nhất trong xương? Ấy ở ngoài, ví dụ những chỗ này thì ví dụ mà đập vào chỗ vật cứng thì nó bị đau ở đây. Nó đập trúng thì đúng trúng rồi thì đau, chứ giờ bình thường là mình không có Không ạ, đau. bình thường là không đau ạ. Tưởng có đau, anh có cao nè, Không. anh có cao của chú Tám hỗ trợ đau nhất hay lắm. Tính em có đau thì anh làm anh massage cho em. Bình thường thì không không đau nữa. Bình thường là Ví không có dụ đau nữa. nếu mà có băng chun thì mới bị tê. Băng chung là ở cái băng hồi nãy ha. Dạ, băng cái đấy lâu nó sẽ bị tê và nó rất là khó chịu.
Rồi có người yêu gì chưa? Em có vợ ạ. Em có vợ rồi, có Vâng. con chưa? Em có vợ và có 2 con. Con đang ở ngoài Hà Giang, Dạ. nay không có đi theo. Cơ. Hai Con con. học lớp mấy rồi? Một bé gần 5 tuổi và một bé gần 2 tuổi ạ. Cuộc sống như vậy á, rồi mình có phụ vợ mình được gì không? Cũng không ạ. Giờ thì hiện tại thì cũng không ấy phụ được gì. Còn... Bởi vì trên đấy thì công việc thì chủ yếu là làm ruộng, làm trồng ngô, trồng sắn, nên là công việc thì ở trên đấy nó là vùng núi, nên là cũng không thể, rất là khó. Vậy cuộc sống ở hiện tại cũng như hiện tại mình bây giờ thu nhập chính là vợ. Vợ thì ở nhà thì cũng công việc cũng chỉ gọi là làm thì ngày nào thì đủ ăn ngày đó thôi, những ngày nào cũng chỉ có đi chân trâu, nhưng bây giờ có nuôi cả trâu. Còn bây giờ thì còn bố đi làm, còn mẹ thì mẹ với vợ thì ở nhà. Rồi qua nay xuống về vô trong Nam này ăn uống đồ dễ ăn không? Có món thì cũng khó khăn, có ăn đều nó không giống nhau, mỗi vùng miền thì những món ăn và khẩu vị nó sẽ khác nhau một chút, nó không giống nhau. Khẩu vị mỗi người nó sẽ Dạ, khác. dạ đúng Rồi thì anh chỉ lại đây anh hỏi thăm xíu thôi. rồi. Anh là tài xế xe cứu thương của hội thiện nguyện BDS của chú Tấm Sang, thì là cũng nhà tài trợ, nhà đồng hành cùng với má Ngọc để hỗ trợ cho em cũng như các người khác đặng xuống Bến Tre để mình được lắp cái chân giả. Đó. Rồi có cái lời nào cảm ơn chú Tám không, cũng như quý khán giả đang xem nè, Là em chú má cũng Ngọc. cảm ơn chú Tám và các cô, các bác, anh chị đang xem thước phim của chú Tám ạ. Con xin chúc các cô, các bác luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn em nhiều, thôi chào em. Rồi chúc em mau khỏe để tiếp tục mình cái công việc để về hỗ trợ vợ và con. Dạ, Rồi cảm cảm ơn ơn em. em. Rồi thì đây là tại cái tên của ảnh con đọc không có được, cả nhà cũng thông cảm, em đọc lại cái tên của em lại coi. À, tên em là Tần A Út ạ. Tần A Út. Tần A Út ạ. Tần A Út. Đó, thì cũng rất là khó khăn, rất là cần được sự hỗ trợ. Cũng rất may là cũng có những nhà hảo tâm cũng như các vị tấm lòng vàng đã hỗ trợ cho bé, cũng như chú Tám với má Ngọc đã hỗ trợ cặp chân giả thì lắp chân như thế nào, cũng hoàn thiện như thế nào. Thì cả nhà, con mời cả nhà sẽ xem một clip sau cũng trên kênh của Hội Thiện Nguyện BDS, thì con cũng sẽ về tới Bến Tre để con coi sau khi lắp được cặp chân rồi cảm giác cái cảm xúc cũng như của mấy anh chị như thế nào nha cả nhà. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.